được mấy con tép với lại kho. Này cho ta đi đi bán đó. Chiếc xe hư quá trơn. Hậu quả của việc nước chảy kìa em, nước chảy ừ, ok. Hậu quả của việc kiếm nền. Một là bán cái số chạy quá nhiều. Hai là nặng á, cái bô nhìn chạy mà gớt cái bô ra luôn mà kiếm cái nền vẫn chưa có. Khó hả? Cái giường mình buộc lại nặng đôi mình kiếm ra nó khó. Chào Vườn Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Vườn Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, của tỉnh Cà Mau. Và hôm nay thì Vườn Hồ sẽ quay lại hoàn cảnh của em Tú, một cô gái 26 tuổi, xinh đẹp, bỗng mắc bệnh lạ sau khi lấy chồng. Sau khi mà Vườn Hồ cùng với lại một đồng chia sẻ đoạn clip về chị Dứa, mẹ của em Tú, hàng ngày phải gông gũi khắp nơi để kiếm tiền mưu sinh, để nuôi em và chồng của mình ở trên một cái chiếc xe ba gác tự chế, thì nhận được rất nhiều sự quan tâm của cô bác anh chị là Mạnh Thường Quân. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại muốn thông báo cho gia đình em một tin vui, cũng như là thông báo đến toàn thể quý cô bác anh chị để cho biết vì sao Bùi Hồ lại có mặt tại Cà Mau trong ngày hôm nay. Mời cô bác anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng có đem theo một ký khô sạc, đây là được cô Vân ở Mỹ gửi cho gia đình 100 đô thì một ký khô sạc là chỉ có 230.000 thôi cô bác anh chị, để cho gia đình ngày sắp tới. Và phía trước là một cái chiếc xe được chị Dứa mẹ của Tú hàng ngày phải chở con của mình gông gũi khắp những cái nẻo đường, cùng đường cuối phố để mà bán vé số mưu sinh. Ngày hôm nay thì bán cũng hết rồi, chiều thì nay thì ở nhà và 5 giờ chiều thì sẽ bán tiếp. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Và đây là cái chiếc xe nè, cô bác anh chị thấy là ở trên là một cái miếng bạc, cũng cái miếng bạc này cũng mưa gió thì cũng khá là mỏng rồi nè. Bây giờ cái miếng bạc này nó lại có dấu hiệu là gần như là nó bong tróc rồi đó. Ở trong đây là có một cái niệm nhỏ thôi, một cái chiếc xe tự chế, một cái gối và một cái mền, một cái gối ôm. Thông tin với cô bác anh chị, vài ngày nữa thì sẽ có một cái món quà cực kỳ quý về mặt tinh thần, đó là của anh Vũ sẽ xuống, anh Vũ Thời Sắc á, sẽ đem cái phần quà đó xuống tặng nơi này. Mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Không biết thì chị đang làm gì nữa. Nhận được tin mà có được cái sự hỗ trợ đó thì chị vui lắm. Không biết là đồ này là chắc là giặt tay á, chị Dứa sau khi đi làm về thì giặt tay á cô bác anh chị. Tú đang ngủ rồi. Chị ơi, tắt tivi giùm em với. Anh thích đâu? Ngủ hả? Cả gia đình đều trong giấc ngủ hết hả? Giấc ngủ say sưa. Buổi trưa tiếng hả chị? Em chào chị Dứa. Đây là cái phần quà. Này là khô sạc bổi của Đồng Tháp em. Cô Vân gửi cho chị một ký. Rồi, cho chị cảm ơn. Đang bình thường mang bóng xuyên. Gửi lời cảm ơn cô Vân chị. Anh Dứa ngủ bên trong hả chị? Anh thích ngủ bên trong. Ý là anh thích chị Dứa. Em nói lộn. Giờ này thì anh thích đang ngủ rồi. Ủa anh ngủ anh cũng bị vậy, dịp vậy đó hả? Ở đây là cái khu nghĩa địa nha. Khu này là khu nghĩa địa nên là nữ là chỉ còn 2 năm nữa là chị trả là ở trên này nè, cái toilet là để chống nóng á, chị dùng một cái mót á. Đúng rồi. Chống cái đó. Mà ngôi nhà này lúc trước là chùa cất cho. Nhìn ra phía sau của cả nhà thì mà nhiều ngôi mộ luôn kìa. Chị nói là cũng có thắp hương đó. Và mình cũng hạn chế quay cái bản tên của người ta nha cả nhà, thì cả nhà thì thông cảm nha. Rất là nhiều ngôi mộ á. Rồi mình có thể ra trước cho chị. Gọi như là ngôi nhà của chị á. Sống cùng với người dương mà sống cùng với người ác. Đúng rồi. Những cái nghĩa trang, nghĩa địa triều châu của Bình Dương á. Cô chú thì cũng sống cái nghề quản mộ á. Cũng cắt một cái ngôi nhà nhỏ như thế này sống để tiện chăm sóc á. Anh một đồng có biết đó không? Biết anh biết nè.
tạo đi xíu. Ừ. Đây thuốc. Thuốc nam. Thuốc nam. Được. Được cái... mấy con. Con tép với lại kho. À, này người ta đi thì đi bán đó. Cho quá. Ta vô giặt chiều. Rồi hôm nay là tháng 7 nhận gạo nhiều không? Nhúc gạo thôi. Nhà chị không lo đói mà không lo. Hôm qua đi bán á. Ta cho thịt cháo đó. Ăn hết tôi lấy thịt gà đây, lấy đồ ra đi qua cho em. Mà nghe nói là hôm ngày quay lên là mọi người rồi, cô chú anh chị ủng hộ nhiều lắm hả? Đúng rồi. À. Ba số cũng hết nhanh hả? Hết nhanh hả? Sáng thì chưa được 8 giờ là hết rồi. 200 mấy tờ? 206. 206 nhiêu tờ? Ồ, bán buổi chiều là hết nhiêu tờ? Buổi chiều ngày nhầm bữa buổi chiều bán 100 mấy, nhầm buổi chiều bán hết nhiêu luôn. Vậy là bán 500 tờ đi. 500 tờ thì không hết, bị gì số trả không được. Em Tú thì ban ngày ngủ như vậy đó ha chị. Ủa, ban ngày ngủ gì đó. À, còn ban đêm thì khó ngủ ha. Ban đêm nó thức không rồi, ban ngày nó gì đó. Ban đêm thức suốt luôn hết. Suốt luôn chị canh đi 2 tiếng hết trơn. Rồi nhiều khi mình hú hồn hú vía, hú hồn hú vía. Gió kệ đi. Ôi. Ghê. Đưa xuống mới. Lấy rồi đó hả? Mới trả được ông đưa cỡ. Cái gì? Mới ngày mai trả được. Cho nên không đưa nhiều. Là như này mấy trăm? 400. À, 102. 406. 408. Là ngày tại sao ngày mai trả được? Thứ bảy. Thứ bảy. Ngày thứ bảy là trả được. À. Quay trả được nên là nữ là không cho nhiều. Bữa nay không dám ủng hộ giống như lần trước. Lấy như đây là nghèo luôn á mọi người. Này là 408 là 4.800.000 á. Chiều đi bán ha. Chiều nay chị đi bán thì em chia sẻ thông tin của chị đó. Hổng ra cuộc sống mình đỡ hơn chưa? Có ngày hôm qua có thành đồng luôn. Có bạn em. Bạn đã luôn. Nó dùng thật. Rồi bây giờ là cuộc sống đỡ rồi. Hổng ra có dư giả gì không? Tiền em cho thì gọi tên là. Gọi y thân luôn. Mình bán ăn hàng ngày rồi không hết nữa. Cũng đỡ. Rồi giờ thuốc men rồi sữa rồi sao? Sữa Tú thì 2 thùng gan đứt đó. Uống gì đó, uống quá chứ uống. Uống ngày mấy? Biết sao, ban đêm không ai 3 bịch này. Nó thức ban đêm nó thức, nó đói. Ban ngày mới nằm nãy giờ. Số phận ha. Đúng rồi. Có những người thì chỉ mong được có sức khỏe bình thường đi lại như người ta thôi cũng có khăn rồi. Thì và có những người họ có những người ta nói kệ ăn không hết người làm chứng ga đó. Cuộc sống mà vậy thì nó muôn màu, nhưng mà đối với một người mẹ như thế này thì lại quá đổi vất vả đối với chị cũng trời độ. Chị có cái thân hình nó sức khỏe đồ sộ tí xíu thành nữ hay là mới có ẩm bé Tú là được thơ, nhỏ ấm nổi đâu cả nhỏ em chị đang nổi rồi đó. Nhỏ em nhỏ thứ ba đó nhỏ em biết đó. Xuống đây làm biết đó. Thôi bây giờ như thế này nè, chị cũng đã biết là mình được quân hỗ trợ tìm một cái nền rồi đúng không? Và hôm ngày thì quân hộ cũng có thông báo với chị để kiếm nền đi. Chị thích cái nào ở thì chị cứ mua. Và giá tiền thì mình phải dao động từ 100-120 trở lại thôi. Để còn tiền mình cũng phải cất nhà. Mà nhà của chị thì không nên cất lớn quá. Bạn nghe khoảng 4m, dài khoảng 10 thôi. Tại vì chị phải ẩm bé Tú á. Nên là nữ được. Nhà càng dài thì chị ẩm càng mệt. Nên là nữ cắt lại tiết kiệm lại còn được bao nhiêu tiền á. Thì để dành để thuốc men nữa. Nhà là nơi chị về để tá túc nghỉ lưng cho năm cúng tí xíu thôi. Ôi, con bị quá. Chứ còn cái việc mà chị phải mua sinh thời gian sắp tới nữa. Đúng rồi. Hôm ngày Dũng gọi nền trầy trọc mấy lần rồi. Đây. Tiền chị nó đi cọc rồi, chị đi em ha, có con gì. Có gì nó bay vô em hoài. Là sao? Đi cọc chị lấy rồi, giờ chị đưa lại cho em ha. Ngọc hổm. Tạm thời giữ đó đi. Hôm trước Bùi Hồn có vợ gửi cho chị 20 triệu. Thì chị vẫn giữ 20 triệu đó đi rồi để đó nữa tính tiếp. Bây giờ dọn được cái nền nào nữa chưa? Thì chị có đi dọn đường trong đây nè. Bề ngang 4m mà chiều dài nó cũng có chiều dài. Ở gần ngoài quá thì
cái chiều dài nó ngắn hơn nhà chị nữa. Ừ. Mà cho nên là xe hộ đậu đâu có được. Yeah. Rồi nhà cứ ngắn một và rồi đâu có được đâu. Ừ. Mà trong khi nó lần nó xong quá, nó không có hậu gì chưa. Cho nên thôi giờ mình ở xa trong chút một tí à. Chút xíu à. Rồi hẳn ngày mẹ con đi dọn nền bằng cách nào? Chở đi luôn hả? À, bán chị bán về. Cái nó bỏ nó ngủ nó bị gì bằng đêm nó ngủ bằng ngày nó ngủ. Ngủ cái chị gì mới đi với chị em Thí em Thí. Chạy gớt cái bô xe ngoài luôn kìa kêu đi hàng. Chạy gớt cái bô xe luôn. Bởi vì cái xe giờ mà quá giờ nó chết máy nữa. Xe hư hết rồi. Xe hư hết trơn rồi đi với em Thí bánh đó mà. Chạy gớt cái bô mà vẫn chưa có cái nền. Thí nó đợi hoài mà hỏi ủa chị đâu vậy Thí. Xe nó hư chết máy dọc đường. Mai mốt lần đừng nó chạy mắc đôi dép nha. Nó bô rồi nhưng chưa đi hàng rồi nữa. Đâu gớt bô đâu lấy coi coi. Em đâu có tin đâu. Khổ chưa. Xe hư chưa? Thì không kìa, thổi ra bằng gì trời. Nó làm bụp 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 bụp. Ai? Chiếc xe hư quá trơn. Hậu quả của việc... Nước chảy kìa em, nước chảy, nước chảy, ok. Hậu quả của việc... kiếm nền. Một là bán cái số chạy quá nhiều. Ừ. Hai là nặng ở cái bô, chạy mà gớt cái bô ra luôn mà kiếm cái nền vẫn chưa có. Cũng chiếc xe này dạng chiếc xe của chị cổ quá rồi. Nó hư hết trơn rồi. Cho nên nó không chạy á. Lấy đầu để ở ngoài á, cái sửa cái thằng kia lấy bằng keo đỏ nó dán lại nó mới ác chứ. Rồi sao mọi người quay lại lụm cái bô chi nữa vậy? Quay lại lụm cái bô thì mình có hàng ở được mình hàng. Không có tiền thay cái bô luôn rồi sao? Tiền cái bô tiết kiệm. Bô ta lấy 200 ngoài ngàn nữa. Ừ. Như con mẹ nè. Tiết kiệm. Không? Gớt cái bô lụm lại đem về để nào hàng được. Thấy bà nó cười quá trời cười. Đi với nó, đi với... Mai mốt là chạy gớt chiếc dép mất cái nón nữa xong luôn á. Đừng có mình thấp quá. Mẹ này, mẹ này, mẹ này. Rồi bây giờ như thế này thì... Em có chở anh thợ xuống chưa? Bây giờ đi chổng không? Đi trong nền coi à. Đi. Đi liền. Đi liền ai giữ Tú? Tú bỏ nhà nha. Mẹ đây nè, mẹ đây nè, mẹ mẹ nè. Ở nhà mình nên vậy được không chị? À. Bỏ ngang là cho uống sữa cha nó cho chồng. Tú ơi. Anh là Tú. Anh xuống. Rồi Tú. Tú ơi. Em ở nhà anh đi coi nền với mẹ nha. Thấy không? Nha. Ngủ mới thích dạ. Còn hay ấy hay gì. Nha. Ờ con uống sữa cho mẹ, mẹ con ở nhà mẹ mẹ đi với anh nha. Nha Tú. Nghe không? Con nghe nghe mẹ nói không? Nghe không? Nghe không? Nghe không? Ơi. Ông có chị em coi nó đi tôi đi chồng chú. Ở nó bụng mày gan đi. Anh nói ổng bị lỡ miệng hết trơn. Ổng viêm lên miệng mũi ổng lỡ hết trơn. Giờ ổng đâu có đi nổi đâu. Ổng ăn không được. Anh hôm nay ổng nặng quá trời luôn. Anh thích nó ha. Ổng nó còn đi bán được. Anh nghĩ biết rồi. Em chào anh. Mặc áo vô. Thôi đừng cho anh đi bán nữa. Đi bán nguy hiểm đến tính mạng luôn á. Đi qua lộ á, xe chạy á, lạng lộ không được, xe tránh ổng không à. Ông lái không nổi. Giật qua giật lại sao được? Giật qua giật lại gọi xe sạn ra lộ không. Cho nên là người ta chị đi thấy người ta nói thôi đừng cho ảnh chạy ra lộ nữa. Ông quá trời luôn rồi. Con nín. Nín thì con nín. Rồi bây giờ sao? Bây giờ sao ai giữ bé Tú nè? À, cha gì bỏ ở nhà cha gì uống sữa nha. Giữ được không anh thích? Dạ. Thì ông ăn đây nè. Bây giờ chị lấy sữa cho em Tú uống đi. À, ăn không được cái thằng qua ta cho cháu đó. Rồi cái ong hết, rồi lấy thịt ra. Rồi tao cho làm lấy thịt ra rồi xào cho cháu ăn, mỗi ăn mấy người. Cái này anh ăn lạc. Hai thùng giấy còn như này anh. Về chấm. Về chấm, bố bố. Bố kia đâu không bật hả chị? Con mẹ đây nè. Anh ăn lạc anh. Anh ăn chay. Giang bệnh chết, nó cho cái gì cột gì ạ? Dạ em hết lại cũng hết rồi, cha cũng có gì như cũng hết. Nãy giờ nó bụng. Mẹ thương, mẹ thương. Ờ uống sữa rồi con, uống sữa rồi. Nó bị lỡ miệng nha. Dạ. Giờ không biết uống dám uống. Lỡ miệng hết rồi. Dạ. Con, uống sữa đi rồi. Nó nằm võng là anh phải thức dậy là phải lắc lư vậy á. Nhưng mà cái đợi tới giờ sao em, bờ mà nó. Thì uống thuốc. Không, nó bị viêm rồi. Bị viêm nặng. Bị viêm rồi lỡ lẹt. Thì ăn uống không được, ăn uống là mất rượu. Con uống thôi này, rồi mấy cái gì á, rồi như dưa. Rồi đi về nha. Nha. Không biết chơi lo mũi đó. Nha.
ở nhà con cha không biết chân con mũi con đó, con uống rồi mẹ đi xíu mới về nha, nghe. Dạ, dạ. Ở bên đây hả? Ừ, ở bên đây à? Đi tí về. Nó bên kia. Cái này nó thiệt luôn. Mướn người ta chăm tú rồi chắc ta cứ chăm không nổi. Tao không biết đường đâu, bởi vì tao không biết cách. Bữa đó chị dẫn mượn nhỏ em thứ ba dẫn xuống đây giữ nó nè. Đang chị chở với anh đi khám bệnh. Mà nhà nó khóc quá trời chạy về không kịp luôn. Chạy về kêu anh nó ôm chặt lại nha, nó cho chị chạy nhanh về. Bữa giờ ăn chay không à? Nó không nói mì á. Ủa bữa nay anh ăn chay nữa hả? Uống sữa đi mẹ đi du lịch nè, coi chút xíu mày về con. Nghe con nhà nha, uống nữa không? Uống nữa không? Ở nhà của mẹ. Rồi uống miếng này mẹ đi. Ông thầy bọn nhà thấy con khách sữa cho ông cho mẹ chú. Thông tin với lại cô bác của anh chị á, vừa qua thì Bùi Hồ cũng nhận được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân. Thì trước mắt á, thì Bùi Hồ sẽ hỏi chị Dứa là chị Dứa vẫn còn tiền để mà trang trải cho cuộc sống, đúng không chị Dứa? Và Bùi Hồ sẽ giữ cái số tiền đó lại á, để mà lo sau khi mà có mua nền các nhà xong á, thì sẽ còn trang mua những cái nội thất nữa, hoặc là mua những cái đồ vật dụng trong nhà cô bác của anh chị. Nên số tiền đó là chị giữ được rồi đúng không? Có cần thêm nữa không hay là bao nhiêu đó thôi để trừ các nhà? Số tiền nào em? Số tiền hôm trước mà em trao cho chị đó. Chị còn giữ là ừ. Còn không, cái số tiền mà lần trước trao chứ không phải em cho chị ứng 20 triệu. Lần trước trao 8 triệu ha. À. Ừ, còn không? Còn thì để mình đó sử dụng nha. Rồi em vẫn giữ cái số tiền của Mạnh Thường Quân ở đây. Thì cất nhà xong đi mình tính tiếp ha chị. Cái đó là phần đó để lại cho lo cho chị dùng nhà đi. Ở đây như cái tiền đó là chị bán là chị không dám nghỉ ngày nào từ đợt bán tới giờ luôn đó. Không dám nghỉ ngày nào, mưa cũng nhắn che nắng đi, mưa đi luôn nữa. Thì thôi bây giờ em giữ lại cho chị để cất nhà xong tính tiếp coi còn mọi chuyện đằng sau nữa. Ha. Rồi chị và chị em mình đi ha. Dạ. Bye bye. Bye bye kìa, bye bye kìa. Bye bye mẹ. Bye bye mẹ đúng không? Mẹ đi tí mẹ về nha. Uống nữa hả? Rồi Tú ngoan nha. Con nhà con đừng khóc chết mẹ lớp mày. Cái từ mà dùng mà Tú ngoan nghe thật ra là khi mà không nhìn hình này các cô bác anh chị nghĩ là Tú chỉ có mấy 3-4 tuổi gì thôi. Nhưng mà đây là cô gái 26 tuổi. Quán mẹ là ngủ không được, khóc. Thậm chí là mẹ đi là lên cơn giật á, trúng vô mấy cái thành giường là hoặc là gớt xuống đây luôn à. Gớt đất hả? Gớt đất luôn á. Rồi chị lấy cái cây chị chàng ngang đi chị. U đầu cục cục vậy. Thôi con nằm ở nhà nha, nghe con. Uống nữa rồi, mấy chú, mấy chú. Lên dây mấy đại cơ à. Cái sắt gì đó hả chị? Buộc lại. Để nhà nó gớt cái đất. Cô đang gớt cái đất u đầu kìa. Vậy là mai mốt á mà làm cái nôi là làm cái giường không được. Khó hả? Cái giường mình buộc lại là cái nôi mình kiếm ra nó khó. Rồi con ở nhà nghe cũng nữa không? Cái hình như là cái giường này người ta cho luôn nè. Là người ta cho nhà chỉ là đồ người ta cho không đó. Cái tủ lạnh đem ra nằm ở ngoài trước dân mưa dân nắng rồi. Tủ lạnh bỏ ngoài là mình đá uống không à. Là... hư rồi. Dạ. Để trong nhà chặt quá, cái bữa nhỏ em xuống nó mượn khiên ra tiếp. Ừ. Chứ nên thì không nổi. Ừ. Rồi con nhà nghe. Con đừng khóc nghe, khóc là cha sợ lắm biết không? Con đừng làm cha sợ nghe. Nghe không? Nghe mẹ nói không? Nghe không? Rồi con đừng làm cha sợ nghe. Dạ. Đi được không? Được. Được không? Được. Em lo quá vậy ta. Không, không sao, đi được. Nó cười, con đừng làm cha sợ nghe. À, thật ra là mẹ đi nha. Đi ha. Mẹ đi tí mẹ về con đừng khóc nha. Dạ đi. Dạ. Dạ đi con. Hay nè mẹ. Mẹ về luôn ăn luôn.